Đi về hồi là nó giả. Từ từ đây rồi. Tí nữa có dép mới rồi. Chúng em cả anh chị Sophie. Tiếng Mông đi, lại bằng tiếng Mông đi.
How how they like nước không không? Chị can chưa? Chị can chưa? Đi về. Nhớ được nha. Tối chiều nha, cố gắng học hành nha. Thế cơm Rồi giờ chị không hát nữa nha. Giỏi quá. Giỏi quá cho rồi Tết Tết đi bắn chim ở đâu? Ừ Tết anh qua đây chơi nha. Dành anh đi chơi Tết. Chú về luôn nha. Về luôn nha. Dạ dạ dạ. Bác ăn trưa chưa? Hả?
Vô trong mát chơi đi. Em vô trong mát chơi đi. Xe lụng lốp hả?